Còn theo quyết định mới đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản gia hỗ trợ nhà ở là 5% một năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm nay và thay thế quyết định số 1956 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các thông tư trên. Trước đó, các ngân hàng thương mại triển khai cho dây từ năm 2013 với mức lãi suất dây 6% một năm, đến năm 2019 và 2020 giảm xuống còn 5% một năm. Từ năm 2021 đến nay duy trì ở mức 4,8% một năm.